Ok, lúc này kẹo có 56 bông gạch rồi nhá. Thế này đủ thoải mái rồi. Và đây, chúng ta sẽ bắt đầu là xây trái bông gạch đầu tiên từ vị trí này. Xây dựng bông gạch nữa này. Ui dồi ôi. Các ông thấy chưa? Tôi không biết là độ cao bây giờ nó phải lên đến bao nhiêu rồi. Chắc là ít thì cũng phải 1.000m anh em. Ui dồi, xây quả tháp 1.000m trong game luôn. Quá ba đạo luôn nhở. Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì hôm nay chúng ta có mặt tại server Thái Lan nha. Vẫn là chế độ xây và trượt. Ok. Yes. Hôm nay thì mình lựa chọn khu vực nhảy dù đó là làng thông. Thì nói sơ qua về giày bật đi. Giày bật thì nó là một cái trang bị hỗ trợ cho anh em là có thể nhảy lên rất là cao. Nhưng mà trong cái chế độ xây và trượt thì đôi khi anh em sẽ cảm thấy là giày bật nó khá là khó sử dụng. Kiểu như là theo cái thói quen của mình thì mình hay nhấn hai lần mà. Cái động, sai. Ok. Hexox rất đơn giản bằng SKS. Cơ bản là thanh niên thì chắc là vừa nhảy xuống và chưa kịp làm gì cả đấy mà. Ok chưa. Trong này thì có người này. À đấy, nhảy lên trên phải nói là rất là thú vị đúng không? Vô cùng là dễ đúng không nào? À, cái đậu xanh. Người đâu? Vãi trưởng nhở? Không thấy người anh em. À, đủ. Từ từ nhá. Để mình lượn lờ qua đây xem. Vãi. Thế là các bạn đâu rồi? Mình lại sợ các bạn quá cơ nhở. Hello, hello. Ấy, có hầm sắt này. Vậy là có người gần đây nha mọi người. Nó chỉ quanh quẩn ở chỗ này thôi. Rồi nha anh em cứ bình tĩnh nhá. Tôi sẽ tìm được cái thanh niên ở đây cái đã. Lúc nãy mình vừa thấy nổ súng mà. Ôi dồi ôi. Hexong. Vỡ đầu thanh niên. Ai. Thế này là chú hơi nhọ rồi. Gặp anh là chú đen rồi nhá. Vâng thì trong video này ngày hôm nay là mình sẽ có một cái kế hoạch leo top 1 nó khá là thú vị. Đấy là mình sẽ lượm thật là nhiều những cái bom gạch nhá. Ok. Và tất nhiên là bo cuối ấy. Gần bo cuối thì mình sẽ chuẩn bị trước. Mình xây một cái tháp nó rất là cao luôn. Và với một cái tháp cao như vậy thì tất nhiên là sẽ không có kẻ địch nào bắn được anh em nữa đúng không? Đấy, vô cùng là thú vị luôn nhá. Yo, và hiện tại thì mình đang ở thung lũng rồi. Qua cái quá trình thu thập thì mình đã lượm được 26 cái bom gạch. Nhưng mà như thế thì vẫn chưa đủ. Mục tiêu của mình là ngày hôm nay là tối thiểu 50 cái bom gạch cơ. À, chạy đâu em ơi. Ui, cái gì đấy? Hình như là thanh niên tính lên xe à? Ây. Đáng thương vãi trưởng nhở. Nghĩ gì tính lên xe chứ lại. Ơ, ở trên có người thì phải anh em ơi. Nó ở đâu nhở? Hình như là trên biển quảng cáo đúng không? À, chuẩn mẹ rồi, hay lắm. Mày này. Ui, ở trên cái biển quảng cáo kia mình không bắn được nó này. Vãi. Thế méo nào. Nó vẫn bắn được mình anh em. Ui dồi ôi, thế nó mới cay chơi anh em. Rồi nhá. Và ở phía trước mặt kia cũng có người kìa. Phan hơi căng nhá. Anh em cứ từ từ thôi. Đó, ui vãi trưởng, mấy đứa xây nhau kìa. Rồi. Từ từ làm gì mà phải căng vậy. Nếu như mà anh em thấy video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên là hãy nhấn nút like và chia sẻ cho video nha. Ấy, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nhá. Ok. Và đây chắc là mình sẽ phải hy sinh một cái quả bom gạch thôi. Ok. Không biết là sát thanh niên này có không nhở. Ui, có cả ba loa này, rất nhiều những cái bom gạch luôn. Ui thế này phê quá anh em ạ. Được, thật sự nhở. Thế này lại ngon chứ nhở. Rồi nha, mũ ba các kiểu này, trang bị rất là xịn sò luôn. Và mình sẽ vứt một số những trang bị mình không xài đi cho nó rộng ba lô. Và ok, chúng ta đã có 30 liệu gạch rồi. Thế này thì vẫn đang còn rất là ít anh em ạ. Tôi sẽ kiếm được tầm khoảng là trên 50 liệu gạch. Đấy, xác lập kỷ lục luôn anh em ạ, cho nó máu đúng không nào. Rồi nha, tầm này thì full cây máu rồi. Chắc là xem như nào hạ thẳng ở trên nhở. À, ở đây có người này. Mày này, úi dồi ôi. Bay à, bay à. Thật ra thì nó đang xài cái súng dây móc anh em ơi. Anh em nhìn xa tưởng tượng như kiểu là bay mà. À, mày hay lắm. Ok, ok, ok. Rồi nha, anh em chờ kẹo xỉu nhá. À, nó chạy qua chỗ này nè. Mày này, úi dồi ôi. Làm sao hả? Kìa kìa, thằng bé vẫn chạy được. Hay thế nhở. Ok, 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 khá quá nhở. Rồi anh em từ từ nhá, tôi chạy qua tôi vả chúng nó này. À, mày làm gì đấy hả? Ok, luôn mạng thứ tư nhá. Trái thủ qua xác nó lượm cái bom gạch thôi.
Đấy, không biết là có không nhỉ? Ui, nhiều bông gạch vãi chưởng này. Ngon lành mọi người ơi. Mình sẽ lượm thêm một cái chảo nha anh em. Nhưng mà ở đây là đắc con người. Đấy, các ông thấy không ạ? Tôi tự nghĩ là ở ngay trước mặt của người thôi. Mình nghe thấy tiếng thấp thoáng mà. À đi rồi, mày này. Úi rồi, mày tính canh tao đúng không? Láo à, láo à, ok ok các bạn. Mày láo à, mày tính canh tao đúng không? Ấy, nó lên trên rồi. Nó lên trên rồi các bạn, nó đi móc tôi đấy. Thông minh quá nhở. Này, à đây rồi. Mày thông minh này, yes. 5 kill luôn, ngon lành cành đào không nhở. Thì mình sẽ cuốn máu cái đã. Đấy, nói chung là cuốn máu đã. Và rồi, quay lại chỗ này nha. Ok. Mình chạy hơi quá. Hòm săn ở đây. Đó, lượm thêm cái lựu gạch này. Trời ơi, nãy đang lượm dở đúng không? Xong thằng kia kiểu nó làm mình run sợ. Rồi nha các bạn, lấy cái chảo này. Lấy chảo che mông anh em ạ. Đỡ bị địch bắn lủng mông đúng không? Đây, hòm sắt này thì chúng ta cũng sẽ có thêm bom gạch nhá. Khá là ổn đấy nhá. Rồi nha. Rất nhiều bom gạch luôn. Ui, đang cò này. Rồi ok, thì vứt bớt đạn tiểu liên này. Đấy, lấy chỗ lượm thêm bom gạch chứ có gì đâu. Ui, vẫn chưa xong cả. Thế tôi xem để vứt được cái gì không. Để mình vứt xem anh em ơi. Ok, vứt đạn tiểu liên luôn. Và chúng ta lại lượm thêm bom gạch. Ấy, xem là có bao nhiêu rồi nè. Ok, lúc này kẹo có 56 bom gạch rồi nhá. Thế này đủ thoải mái rồi. Tôi sẽ xây một cái tháp rất là cao luôn anh em ạ. Tháp cao chọc trời luôn. Và đây, boy tiếp theo của chúng ta sẽ thu tại đây nhá. À, có người này, mày này. Úi dồi, cái gì đấy hả? Các bạn thì mình cũng đã ăn cái đoán bo rồi. Và đây, chúng ta sẽ bắt đầu là xây trái bom gạch đầu tiên từ vị trí này. Leo lên vô cùng đơn giản được không ạ? Ok, nữa nè. Úi dồi ôi, còn lại 54 cái bom gạch cơ. Cứ kệ chúng nó các ông ạ. Ui, ui, vãi trưởng thế. Ui, cái gì đấy? Kinh thế, vừa nghe tiếng xe xong lại có người. Ui, đông vậy. May anh em ạ, cái thiết kế bom gạch nó rất là ngon. Mà anh em có thể leo lên trên này dễ dàng luôn nha. Mà đâu nhở. Bây giờ cơ bản là đang thấp anh em ơi, nên là nó bắn mình. Cái đậu xanh từ từ. Tôi sẽ xem như nào tôi xây cao cái anh em ạ. Thẳng dưới đây. Ui dồi ôi, các ông làm tôi mất tập trung quá. Từ từ anh em ơi. Đây. Nó phải hiện cái ký hiệu có tâm cơ, tâm súng cơ. Thì anh em mới bắn được cái súng dây móc nhá. Nữa này. Ui dồi ôi, tôi nghĩ là có khi là tôi lượm cái số lượng bom gạch nó hơi bị dư giả. À, chuẩn bị này. Nó chưa hiện cái tâm súng. Ui ui ui. Đây rồi, ok. Rồi nha các bạn, cơ bản là địch nó cứ bắn liên tục là mình hơi cùa anh em ạ. Và ai nhờ. Đây, dựng nữa này. Lên thôi anh em ơi. Úi rồi này. Tôi sẽ tiếp tục dựng thôi anh em ơi. Chúng ta có nhiều cái bom gạch mà lo gì, cứ dựng thôi anh em ơi, mặc kệ đời nhá. Let's go. Úi dồi, tưởng tượng bây giờ đang còn 49 cái bom gạch này. Dựng thoải mái luôn. Bây giờ là hiện tại đang còn thấp anh em ơi, chúng ta là chưa cao bằng cái tháp thung lũng đâu. Bởi vì là đây là một cái khu vực nó trũng ở trên bản đồ mà. Không sao, với cái số lượng lựu gạch như thế này thì có mà xây tẹt bô anh em ạ. Đấy, thì mình cũng đã lựa chọn là một cái khu vực ở giữa doanh trại, ở ngay cái tâm bo nhá. Để xây dựng cho nó lành anh em. Không là xây dựng ở chỗ khác thì tí bo thua anh em chạy rất là mệt luôn, đúng không? Ok nè. Đấy, đơn giản, ui dồi ôi. Anh em nhìn quả tháp tôi xây này, bây giờ nó cao vãi trưởng ra rồi. Xây thêm tí nữa là cao bằng cả cái máy bay luôn. Ok nhé, vẫn là còn bom gạch mà ta. Ui dồi ôi, còn 43 cái bom gạch này. Thôi tiếp tục xây thôi anh em. Xây mạnh tay lên chứ nhở. Nó lại mất cái ký hiệu rồi. Cái tâm súng đâu? Đây rồi nè. Đấy, cơ bản là như vậy, nó phải hiện tâm súng cơ. Rồi nha, anh em thấy đủ cao chưa? Riêng kẹo thì nó vẫn chưa cao lắm đâu. Cơ bản là anh em vẫn nhìn thấy được cái ánh sáng thính nhá. Ui dồi ôi, nhìn kiểu. Ui, mấy thằng ở dưới cứ đoạt bản mình chứ. Ui ui, nhanh anh em, không là toa mới sợ. Ui dồi ôi, thằng bé nó xấy cái bom gạch của mình. Vãi trưởng. Chạy nhanh. Tập này phải lên nhanh thôi anh em ạ. Vãi nhờ. Ui dồi ôi, mấy ông bắn chỗ khác đi. Đừng bắn mấy cái bom gạch của tôi, nó nổ sao? Nó nổ có phải là tôi rớt xuống không? Thế thì vãi trưởng. Nhanh anh em. Và đây, để hóng coi nào. Hóng sẽ là vòng bo tiếp theo, sẽ thu tại đâu nhá. Ok. Ôi, như vậy là bây giờ mình sẽ phải dùng những cái lựu gạch này để mình di chuyển vào bo đi. Ok. Tôi sẽ dựng những cái đường để chúng ta có thể là di chuyển vào bo nhá. Đó. Rồi nha. Ok này. Tích cực thôi anh em.
chơi game kiểu này kiểu nhàn vãi, anh em công nhận thế không? Rất là nhàn luôn này. Úi rồi này, lại dựng vào này. Và mình sẽ dựng kiểu chéo chéo vào trong mo nha anh em. Thì anh em không cần phải nhảy xuống. Các bạn ở trên các bạn vẫn di chuyển nó bình thường nha. Ơ vãi trưởng, đây, nó phải hiện cái tâm súng cơ. Vâng, như vậy thì anh em lên nó dễ đúng không nào? Ơ, tí lộn. Mình có ba drone thính nhưng mà không thích gọi lắm anh em ấy. Cơ bản là đang tập trung xây mà. Không là còn lại mười mấy giây nữa bọn nó thu lại thì có mà hơi toang đúng không? Đấy, mười mấy giây nữa bọn thu lại toang nhở. Nên là cấp tốc mà dựng cho nó nhanh thôi anh em. Nữa nè, yes. Đủ. Bây giờ lên trên cao vãi luôn anh em ơi. Anh em nào không biết lại tưởng tôi hack thì vãi cả trường. Đứng ở một cái vị trí cao thế này anh em ơi. Anh em nhìn cỏ bo này. Úi dồi này, từ từ anh em ơi. Cái này là nó chuẩn bị là cao hơn cái cột sáng của thính rồi nhá. Còn 29 cái bom gạch cơ. Vẫn tiếp tục xây thôi, úi dồi, nhà chả có gì ngoài điều kiện anh em ạ. Đấy, bom gạch rất là nhiều luôn nhá. Ok nè, chuẩn bị này, lên nữa này. Lên này, hay quá nhỉ. Ui, đã vượt qua cái cột sáng của thính rồi nhá. Ui, như thế này thì có khi là bo này nó thu nhanh quá anh em ạ. Tôi đang còn tận 25 cái bom gạch này, trời ơi. Thế này leo bao giờ cho nó hết đây, leo mệt vãi trưởng ra anh em ạ. Úi dồi này, rồi nhá. Nữa này, let's go này. Ui, vẫn đang còn 24 bom gạch cơ. Úi dồi ôi, thế này thì thoải mái anh em ơi. Tôi tự nhiên tôi thấy rằng là có khi mình trở thành thằng bán bom gạch anh em ạ. Câu thấy tôi nhiều bom gạch không? Nữa này, lại tiếp tục là dùng những cái bom gạch nó di chuyển vào bo. Tôi không thể tưởng tượng được rằng là nếu như mà cái bom gạch này được thêm vào đấu danh thì tôi nghĩ là cuối trận là nó sẽ rất là hấp dẫn nha. Kiểu như là các ông lại cứ xây tháp cho riêng mình thế này. Đấy, câu thấy vãi trưởng chưa? Thanh niên nào cũng xây tháp này. Úi dồi, chọc trời luôn anh em ạ. Cao vãi trưởng ra rồi nhá, trời ơi này. Ok nha. Xây dựng bom gạch nữa này. Úi dồi ôi, các ông thấy chưa? Tôi không biết là độ cao bây giờ nó phải lên đến bao nhiêu rồi. Chắc là ít thì cũng phải 1000m anh em. Úi dồi, xây quả tháp 1000m trong game luôn. Quá ba đạo luôn nhở. Này, úi dồi này. Các ông thấy VIP chưa? Xấu nhau ok. Dựng thêm cái nữa này. Let's go anh em. Cao vãi trưởng ra rồi nhá. Ui, anh em đã thấy nể chưa? Tầm này thì để mình xem nào. Bo tiếp theo sẽ thu tại điểm trắng ok. Tức là anh em chỉ cần là dựng thêm những cái bom gạch ngay phía trước mặt thôi. Ok nhá. Let's go. Ui, ở bên dưới thì còn hai đứa anh em ạ. Có hai đứa ở dưới. Chúng nó đang bắn nhau thôi, tôi kệ thôi. Tôi chỉ cần di chuyển ở trên thôi mà lo gì. Này, dựng thêm cả bom gạch này. Bó cuối rồi anh em nhá. Ê, thế này là cuộc chiến solo 1v1 giữa mình và thanh niên cuối cùng đây mà. Ok nào. Rồi nha, hiện tâm đi. Lên này, trời ơi đấy. Ở trong bò an toàn luôn. Làm sao phải ngại một con thằng nào được không anh em. Dựng cái nữa này. Nào, let's go. Hiện tâm đỏ đi. Ui, nó không hiện anh em ơi. Mà cuống thế. Lên này. Ôi, thôi xong rồi. Phải này hơi toang rồi. Ui rồi, nó lại còn cái kiểu nó nạp đạn cho súng nữa. Ui rồi, toang. Sau đây mọi người rất tốt rồi nhá. Ui, thằng bên dưới có 17 máu này, cay không? Mà pha đấy mình còn máu sầm, có khi mình win. Nghĩ nó cay không ạ? Thôi tầm này bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em sau nha.